Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV. Hôm nay Tiên sẽ làm một nồi cơm canh giá đậu, một món ăn thân thương và truyền thống của Hàn Quốc. Bây giờ mình bắt đầu nấu nha. Nguyên liệu thì gồm có giá đậu nành là không thể thiếu, hành ba rô, hành củ, ớt, một ít bạch tuộc cho nó thêm màu sắc sinh động và trứng gà sống. Bây giờ Tiên sẽ hứng nước vào trong cái nắp sắt này một ít. Tiên sẽ thả vào đây hai gói nấu nước súp này. Trong đây gồm có tảo khô, tép khô, cá cơm khô, các loại thảo mộc, thảo dược mà để nấu cho nước nó ngọt đó mọi người. Trong thời gian chờ đợi nước sôi thì mình sẽ sắc hành. Sắc theo kiểu miếng xéo xéo gì nè mọi người. Người Hàn là người ta sắc như thế này khi mà nấu canh, và sắc khoanh tròn tròn khi nấu canh đậu tương. Còn sắc mỏng mỏng dánh như cánh chuồn chuồn á, sắc mịn luôn á, là dùng trong làm các cái loại nước chấm mà cần có hành vô á. Đao pháp không có được nhanh nhẹn như chị Đại. Chị Đại làm sạch lẹ lắm. Ở bên Hàn Quốc này, trong các món canh, món xào, món rau, nói chung là tất cả các món ăn đều phải có hành, củ, hành lá, mè, dầu mè và tỏi, gừng. Nếu như thiếu một trong những món đó thì không phải là món Hàn Quốc. Cá kho hay là bất cứ món canh, món xào, món làm ăn cơm hay là món chín, món khai vị gì. Ở bên Việt Nam mình thì giống như là mình kho cá, mình nấu canh, canh chua, canh rau, cải, canh khoai môn, khoai tây chẳng hạn. Thì mình đâu cần phải có hành đâu đúng không? Nhưng ở Hàn Quốc thì chắc chắn là phải có rồi. Thịt xào, rau xào đồ cũng phải có hành nữa. Mà năm nay hành bên Hàn Quốc này ế. Người nông dân trồng hành rất là nhiều nhưng giá hành rất là ế, không đủ tiền để mướn nhân công nhổ hành luôn, mọi người biết nó khổ cỡ nào. Nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ vớt hai cái này ra. Ây da. Ở trong đây có tảo khô rồi nữa mọi người, nhìn nè. Giờ Tiên sẽ cho bạch tuộc vô đây luộc trước. Ở Hàn Quốc này ví dụ như một tô cơm canh thịt cơm canh giá đậu là 100.000 Việt Nam đồng đi. Thì nếu như mà có thêm bạch tuộc hoặc là mực vô nữa đó thì nó sẽ thành là 160, thêm 3.000 nữa. Bạch tuộc chín rồi mình sẽ nêm vào đây một ít muối cho nó vừa ăn. Một ít nước mắm nhỉ cho nó thơm ngon. Một ít tỏi cho ngọt nước. Mình sẽ bỏ giá đậu nành vô, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Một món ăn rất là thanh đạm và bổ sung nhiều chất xơ dưỡng chất. Mình bỏ lên đây một ít hành, củ, hành lá và ớt. Và cuối cùng là đập nhẹ đây một cái trứng gà sống mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình ăn thôi. Mình sẽ trộn đều lên. Cơm canh giá đậu này á là một món ăn rất là phổ biến với người Hàn luôn, mà nó rất là rẻ. Ví dụ như một tô canh bình thường á thì khoảng 170.000, nhưng mà một tô cơm canh giá đậu chỉ có 80.000 thôi. Tại vì nó đơn giản, nó chỉ có giá thôi, không có gì là sang chảnh hết. Nếu như mình muốn ăn mực á thì mình bỏ thêm mực. Hả? Để hấp thử miếng nước coi có vừa ăn chưa. Wow, rất là ngọt luôn mọi người. Vị ngọt từ hải sản, tảo biển, rong biển khô, ngọt từ giá, rồi hành cho đó mọi người. Tiên sẽ chấm mực với lại giá kèm với lại cái này. Thực ra người Hàn họ ăn á là họ không có chấm đâu, nhưng mà mình người Việt Nam cho nên là mình phải
thêm thắt một chút xíu cho hợp khẩu vị với mình. Ăn kèm, ăn cái này là phải ăn với cơm và kèm với lại kim chi hẹ, à kim chi hành chứ lộn, kim chi hành. Wow, giá đậu nành đó mọi người, rất là giòn luôn á. Chấm miếng nước mắm, rất thích hợp với những người ăn chay trường. Đang ăn thì có điện thoại tới. Bây giờ mình sẽ trộn cơm vào đây luôn. Người Hàn á thì họ thường hay là trộn cơm vào đây ăn cũng được, hoặc là mình múc mình ăn thừa cũng được, tùy theo sở thích. Nhưng mình là mình thích ăn trộn luôn. Ăn trộn mới đúng chuẩn hàng sản. Wow, mát ngọt nữa mọi người. Cái nước súp á, wow, húp một miếng giống như là mình thấy cả một cái vùng trời biển khơi trước mắt mình vậy đó. Sorry mọi người, ăn ngon quá nhiều luôn. Mình không biết cái này là cái gì nè. Từ trong cái buồng, cái phần đầu não chỉ huy của con bạch tuộc á, không biết cái gì luôn. Nó tròn tròn căng căng nhìn cũng gợi hình lắm. Để chấm thử coi. Ở trong này có gì rất là mềm mọi người, rất là mềm. Mình nghĩ là cái trứng nó hay gì, hay là cái này không phải là nhìn hình như là con nào cũng có con không mọi người, không biết gì luôn mọi người. Ai có biết trả lời giùm mình nha, nhưng mà ăn rất là ngon, béo béo. Kim chi. Bạn nào có hội chứng sợ lỗ đừng nên ăn cái này nha. Nó lỗ nhìn như là bạch tuộc dai quá dai mọi người. Mình phải cắt ra mới ăn mới được. Nước mắm. Wow. Hết sảy chị bảy, hết ga chị ba luôn. Ngon quá. Cái này mà ai bị cảm cúm mấy em, mới thời kỳ đầu mới bị cảm đó,
ăn một tô này vô là hết cảm liền, thông cổ mát họng luôn. Trời, mùa hè ăn cái này như sông hơi vậy trời. Bây giờ ở Hàn Quốc á thì bắt đầu cũng hơi dịu dịu lên mọi người. Nắng nóng nhưng mà cũng dịu dịu lên rồi. Tại tại vì sắp sang mùa thu rồi đó. Tháng 9, tháng 10, tháng 11 là mùa thu. Tháng 12, tháng 1, tháng 2 là mùa đông. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 là mùa xuân. 6, 7, 8 là mùa hè. Ở Hàn Quốc là phân chia 4 mùa rõ rệt luôn. Muốn đi chơi du lịch á, thì mọi người phải sang vào mùa xuân. Thì rất là tuyệt vời luôn. Hoa nở, thời tiết nắng, mát, dịu nhẹ, không lạnh quá, không nóng quá. Rất là đẹp luôn. Là tháng 3, 4, 5 đó nha. Đẹp nhất là vào tháng 4, tháng 5. Tháng 3 vẫn còn hơi lạnh, còn không mới là mùa thu. Chứ mùa đông qua với mùa hè thì mùa đông chắc chỉ là ăn hải sản thôi. Nói chung mùa đông cũng có gì để coi, âm u, lạnh lẽo có gì đâu chơi. Mùa hè nắng nóng cũng như bên Việt Nam thôi. Cái món này á, từ đồng bằng tới thành thị, từ thành đô tới vùng quê, xa xôi hẻo lánh, vùng đảo hoang vu, chỗ nào của Hàn Quốc cũng có bán mọi người. Mà rất là rẻ luôn. Rất là thích hợp cho những người thích ăn thanh đạm, thanh tịnh, thích ăn đơn giản, không có quá nhiều đạm và giá bình dân. Mà lâu lâu ăn lần thôi. Phụ nữ ăn nhiều không sao, đàn ông ăn nhiều thì coi chừng bị mắc tinh. Mất tinh thần á mọi người. Ở bên Hàn Quốc này là lúc nào cũng có bạch tuộc cho mọi người. Bạch tuộc là có quanh năm, chỉ có điều là nó nhỏ hay bự thôi. Bạch tuộc này ăn thì nó dai, mà không ăn thì nó ghiền. Cũng giống như là tình yêu vậy đó, gây ra cho con người ta bao nhiêu đau khổ nhưng mà người ta vẫn thích yêu. Trời ơi, bữa nay mình ăn cơm canh giá đậu mà nói chuyện như là chuyên gia tư vấn tình yêu vậy. Wow.
Nhưng mà Tiên nghĩ bây giờ các bạn sinh viên, học sinh đang còn trẻ đó, thì mọi người cứ là sống hết mình đi, chơi vui vẻ trước đi, đừng có ham muốn lấy chồng sớm hoặc là có người yêu sớm, làm gì mất công lắm. Mình cứ học thật tốt nè, rồi mình làm việc chăm chỉ, mình hưởng thụ, mình đi chơi với bạn bè, chứ đừng như Tiên lấy chồng sớm làm gì để lại ru thêm buồn. Bây giờ mới có 27 tuổi ngồi một đống cú sụ, hai cục hai bên đó, không đâu có đi đâu mà thoải mái được, du lịch nước ngoài một tuần hai tuần gì đừng có dẫn con theo, đúng không? Mình còn trẻ, mình đi một thân một mình tự do, mình hưởng thụ cuộc sống của những người tự do đó, rất là thoải mái luôn mọi người. Ôi bây giờ mình thèm được như vậy lắm. Không cần phải lấy chồng sớm làm gì. Đó, không cần phải tết nhất là sợ người ta hỏi em, ôi trời ơi con có bồ chưa, chừng nào con lấy chồng, chừng nào con lấy vợ, chứ con không dẫn người yêu về. Cứ gạt qua hết đi. Ở bên Hàn Quốc này người ta kết hôn á, phụ nữ á là tầm khoảng 30 á là người ta mới kết hôn. Đó là hơi sớm đó nha. Bây giờ là người ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không thích lấy chồng, không thích lấy vợ. Thấy một cuộc khảo sát gần đây kết quả là gì đó mọi người. Nhưng mà mọi người nên lấy chồng lấy vợ đi, tại vì tôi nghĩ là mình phải có gia đình ổn định này, rồi có con cháu để cho cha mẹ mình vui vẻ rồi, đúng không? Cho nên là mình cứ chơi đi, chơi tới năm 30 tuổi đi. Rồi mình có sự nghiệp ổn định, mình có đủ cái kêu là cái gì ta? Hay là cái suy nghĩ chín chắn rồi đó, cái sự nghiệp ổn định rồi. Đó, mình cũng chơi đủ rồi thì mình lấy kết hôn thì nó sẽ bền vững hơn, nó không có bị dễ bị đổ vỡ hơn là những cuộc tình chóng vánh. Thử ăn cơm với đậu mà nói chuyện như là triết lý gì mọi người, triết lý gia vậy. Bây giờ ăn cơm nhà nói chuyện người ta đó. Nhưng mà kết hôn sớm á thì cũng có một cái lợi là mình sinh con sớm, xong tới năm 30 tuổi là con mình đã học trung học rồi, nó lớp 6 lớp 7 rồi, tới đó là mình cũng có thể tự do tung tăng được. Trong khi những chị em mà kết hôn trễ thì tới đó thì bắt đầu con bắt đầu mới có bầu, mới đẻ thì nó cũng cực. Nói chung là khổ chứ sướng sao, hay là sướng chứ khổ sao thì mình lựa chọn thôi. Nhưng mà tôi nghĩ nên kết hôn trễ đi. Kinh tế ổn định rồi đó, suy nghĩ cũng chín chắn rồi thì nó sẽ bền vững hơn. Ăn sạch luôn mọi người, còn miếng xíu thôi, còn nước thôi, cái là ăn hết luôn rồi đó.
Mình có chuẩn bị sẵn ít nước. Nước này á, uống vào mùa hè rất là tốt luôn. Tại vì nó sẽ bổ sung cái lượng ion mình đã bị mất trong khi mình đổ mồ hôi á mọi người. Bên Việt Nam mình như là có bán luôn á. Tí ăn xong rồi mọi người ơi, ăn hết trơn luôn rồi đó. Còn nước không à. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký, like và comment cho Diệu Anh TV. Đó là một nguồn động lực rất lớn đối với Tiên. Tạm biệt mọi người.